Kính chào quý khán giả. Trong đêm nay, khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa và giá lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động trong ngưỡng từ 16 đến 19 độ. Sáng sớm có nơi có sương mù. Tuy nhiên, sương mù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do nắng sẽ xuất hiện từ sớm, kéo nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dịch xuống với các tỉnh Trung Bộ, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi với lượng nhỏ ở khu vực Trung Trung Bộ. Trưa chiều, trời chuyển nắng. Do đó, nền nhiệt tại hầu khắp khu vực này có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân phổ biến từ 27 đến 29 độ và các tỉnh phía Nam đèo là từ 29 đến 31 độ. Trở vào phía Nam, mưa cũng có xu hướng giảm đi rõ rệt cả về diện và lượng. Mưa dông chỉ còn xảy ra vài nơi ở miền Tây Nam Bộ vào chiều tối và đêm. Còn các nơi khác, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Tại quần đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt, trời nắng ráo nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.